Ngày hôm nay thì anh sẽ hướng dẫn chúng ta một cái món ốc đấu thả. Nguyên liệu ngoài ốc ra thì chúng ta có giò sống, có thịt băm, có nấm hương, lá chanh. Đặc biệt chúng ta phải chuẩn bị cả gừng và cần tỏi tây để làm cái nước. Đây là một cái món ăn khai vị rất là cổ trước kia. Chúng ta sẽ tiến hành là gì ạ? Là cho nước vào. Với tôi này thì chúng ta sẽ cho một chút vào và chúng ta làm tan ở trong cái phần nước này. Đây chính là phần để làm sạch cái nhớt của ốc. Trên đối với con ốc thì chúng ta sẽ làm ốc sống. Chúng ta sẽ phải cậy cái lắp này ra. À, em dùng tay để ấn bênh cái miệng lắp lên này, dùng con dao nhọn chúng ta luồn sâu vào bên trong làm cho nó đứt cái phần nó bám vào cái lưỡi đi, lưỡi ốc đi. Và thế sau đó là gì ạ? Dùng ngón tay chúng ta ấn để cho đứt hai cái dây chằng hai bên. Bây giờ thì chúng ta có thể dễ dàng lấy được con ốc ra. Nhẹ nhàng xoay con ốc để lấy được con ốc, toàn bộ phần thịt con ốc ra. Chúng ta ngâm vào trong cái nước bên trong này. Tiếp đến thì chúng ta sẽ phải tiến hành sơ chế tiếp. Chúng ta tắc nhẹ để bỏ phần túi phân đi, màng đen chúng ta sẽ phải rửa hết. Tiếp đến là gì ạ? Hơi lật phần túi ốc lên, chúng ta thấy có một cái phần nhô cao, đây chính là phần răng ốc hay người ta còn gọi là hòn hoi. Phần này sẽ rất sạn khi chúng ta cảm quan lấy ra. Sau khi làm xong chúng ta rửa lại nhiều lần, chọn riêng ra những cái con ốc mà cái màng của nó dày để chúng ta nhồi nhiều cái nhân này được. Chúng ta sẽ tiến hành là đun cái nước dùng này lên, cho vào đây cần tỏi tây, đây là cần tỏi tây và cùng một chút gừng đã được nướng thơm. Và chút nữa chúng ta sẽ vớt ra để cho cái nước của chúng ta có mùi thơm. Nhân thì chúng ta sẽ dùng giò sống kết hợp cùng với cả thịt băm cùng với nấm hương đã ngâm lở và được thái nhỏ. Và chúng ta cũng sẽ nêm vào đây những cái gia vị bao gồm có là gì ạ? Bột ngọt này, hạt tiêu này và một chút lá chanh thái chỉ, ít thôi. Và sau đấy thì chúng ta phải đánh nhuyễn nó đi. Bởi vì phần nhân này thì sẽ được bơm vào trong thịt ốc, thì do đó là gì ạ? Là chúng ta sẽ phải làm thật là nhuyễn. Bởi vì cái màng ốc nó rất là mỏng. Như anh ngày hôm nay anh phải dùng một cái túi như thế này. Sau đó là gì ạ? Là chúng ta sẽ phải cắt một cái phần đầu chóc của nó ra thì mới dễ dàng cho việc chúng ta nhồi cái nhân này được, đúng không ạ? Đấy, đây là những con ốc mà đã được nhồi này, em căng nó ra này ở trên tay để làm trong lòng bàn tay nhé. Sau dùng cái phần này chúng ta bơm vào. Đấy, chúng ta sẽ chỉnh cuộn tròn những cái con này lại, quay cái miệng nó lên. Và sau đó thì chúng ta sẽ thả vào trong cái nồi nước dùng. Và cứ như vậy thì chúng ta sẽ thả cho hết trong vòng khoảng 2-3 phút thì ốc của chúng ta đã chín và nổi lên. Và bây giờ thì chúng ta sẽ phải múc ra mà và để trình bày ngay. Đây, dùng sử dụng cái bát nhỏ này. Đây là một món ăn khai vị. Mỗi một bát chúng ta chỉ để cho khoảng 2 con ốc thôi. Đấy, đây, ốc chín co tròn lại, đúng không ạ? Căng mọng. Bây giờ chúng ta sẽ múc lên cái phần nước trong. Tất nhiên là cái nước này thì nếu như mà cẩn thận thì chúng ta sẽ nêm lại. Và vị thì đã vừa ăn và nước hanh vàng. Món ốc đấu thả nhìn có vẻ như đơn giản, song cách chế biến cũng cầu kỳ không kém. Món ăn phải được thưởng thức trực tiếp, người ta mới cảm nhận được hết sự tinh túy, thơm ngon của món ăn này.